chào mọi người nha hôm nay thì vi sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt catalon studio trên windows cũng như là mac os bước đầu thì mọi người sẽ vào catalon com để mà đăng ký tài khoản ha mặc dù đây là bước rất là cơ bản nhưng mà vi cũng muốn hướng dẫn mọi người để mình đăng ký đúng cách rồi sau khi đã điền username password click vào đăng ký thì mình sẽ vào email để mình tìm cái Verify account ha. Nếu như mà mọi người không có nhận được email này thì uh, mọi người có thể vào cái uh, spam mail xem là nó có nằm trong đó hay không. Bấm verify account đó, rồi mình sẽ bấm download catalog Studio ở đây đó. Thì nó sẽ tự động detect là vì đang dùng máy Mac OS, nó sẽ hiện cái phiên bản để mà vì uh, tải đúng. Bấm download rồi chờ một tí sau đó thì mình bấm vào file dmg mọi người để ý kỹ ha thì mình sẽ drag and drop catalog studio vào cái application folder ok bước này thì mình sẽ tìm catalog studio để mình mở nó lên chờ một chút thì vậy là xong rồi ha sau đó thì mọi người chỉ cần điền email, password và click vào nút activate thì về cơ bản khi mà mọi người đăng mới đầu đăng ký đó sẽ có 30 ngày miễn phí trial sử dụng tất cả những cái tính năng um, enterprise của Catalon Studio luôn thì sau khi mà hết 30 ngày á nó sẽ trở về là phiên bản miễn phí rồi ở đây vi sẽ demo uh, cách để mình tải Catalon Studio với phiên bản cho Windows. Mình vẫn vào catalon.com thôi và click vào nút download studio ở đây. Đó nó sẽ tự động detect là vi dùng Windows 64 ha. Bấm vào nút download. Sau khi đã cài đặt xong thì nó sẽ tự động có một cái Uh, application ở uh, desktop nè để mọi người có thể tiện bấm vào rồi thì đây là giao diện ha nó cũng giống như bên mac os thôi thì mọi người cũng cần phải là login vào account để mình có thể tạo được uh, project vậy là xong phần tiếp theo thì vi sẽ chỉ ra những cái lỗi thường gặp trong quá trình mà mình cài đặt catalog studio trên uh, mac os nè cũng như là windows ở đây vi liệt kê ra uh, hai cái lỗi thường gặp thứ nhất đó, là đối với mac os nè thì uh, mọi người sẽ uh, có thể gặp một cái uh, cửa sổ báo lỗi như thế này và kèm theo đó là sẽ có một cái uh, đoạn báo lỗi thì uh, lý do vì sao lý do là vì khi mà mình bấm vào cái dmg file để mà cài đặt đó nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ để mà mọi người kéo thả cái ứng dụng vào cái application folder đúng không lúc mà vi demo khi mà setup cho cho Mac OS đó thì uh, ở trường hợp này đối với những uh, user họ không làm sử dụng Mac OS đi thì họ sẽ bấm trực tiếp vào cái ứng dụng uh, trong cái cửa sổ trước khi mà kéo vào cái application folder thì nó sẽ báo lỗi như thế này tại vì mình không có đưa đúng cái ứng dụng vào cái application để mà mình uh, mở nó lên đó thì cách giải quyết là mình chỉ cần kéo cái ứng dụng đó vào cái application folder sau đó thì mình có thể là mở nó lên được thành công đó rồi cái lỗi thứ hai là đối với máy windows nó cũng tương tự là mình không có mở được cái application nó sẽ báo một cái đoạn lỗi như thế này như mọi người để ý thì cái application này nè studio nó lại nằm ở cái folder là program files thì cái folder này nó yêu cầu là người dùng phải có đủ quyền để mà truy cập vào cái folder này thì cái uh, nguyên nhân gốc rễ là có thể cái account mà bạn đăng nhập trên cái máy Windows nó không có đủ quyền và cách giải quyết như thế nào cách thứ nhất á, là mình có thể launch cái uh, Catalon Studio với uh, administrator mode này và khi đó nó sẽ yêu cầu là mình điền cái uh, cái account mà có đủ quyền để mà launch cái catalog studio thành công đó hoặc là mình có thể di chuyển cái uh, catalog studio folder này nè vào những cái nơi khác như là d nè hoặc là c document kêu mình download folder đó thì đây là hai cái lỗi thường gặp khi mà mọi người sẽ đắp catalog studio cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem hết video ngày hôm nay nha Đừng quên bấm like, đăng ký kênh của Test Mentor để nhận được những thông tin mới nhất nha.